Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Nhờ mất ngủ mà được vợ đẹp con ngoan. Anh Nguyễn Duy Linh, sinh năm 1981, hiện sinh sống tại Thanh Tuyền, Dầu Tiến, Bình Dương, đã nói như vậy. Sau khi chữa hết bệnh mất ngủ bằng thực dưỡng, anh Linh gặp được người vợ cùng ăn gạo lứt và hiện đang là chủ cơ sở sản xuất thực phẩm thực dưỡng nổi tiếng trong cộng đồng thực dưỡng cả nước. Đến năm 2006, bệnh mất ngủ của anh diễn biến trầm trọng nhất. Trước đó 2 năm anh đã bị mất ngủ, anh đi nhiều bệnh viện nhưng không tìm ra nguyên nhân. Anh phải uống thuốc ngủ với liều gấp đôi mà vẫn không ngủ được. Cả đêm không ngủ, chỉ chập chờn, sáng ra người bần thần mắt cay xè, không muốn hoạt động, chỉ muốn ở trong phòng. Lúc đó đang làm kỹ thuật viên vi tính, nhưng đầu óc không tỉnh táo do tình trạng mất ngủ gây ra nên anh phải nghỉ việc. Anh rất chán nản và suy nghĩ không biết tương lai như thế nào nếu bệnh kéo dài. Cùng thời gian này, anh có người dì đang làm cho một doanh nghiệp sản xuất các loại thực phẩm dưỡng sinh ở thành phố Hồ Chí Minh. Dì thấy tình trạng mất ngủ qua như vậy bảo anh xin vào doanh nghiệp này làm việc. Dì anh bảo thử ăn gạo lứt biết đâu hết bệnh, vì dì đã biết nhiều người hết bệnh mất ngủ nhờ ăn gạo lứt trong thời gian dì làm việc ở đây. Anh vào đơn vị này làm việc 10 ngày, cũng là 10 ngày anh ăn gạo lứt với thức ăn bình thường, vậy mà anh bắt đầu ngủ được. Sau một thời gian nữa, anh ngủ bình thường và sức khỏe phục hồi nhanh chóng. Anh nói cuộc đời đã vui vẻ trở lại từ đó. Thấy hiệu quả, anh lao vào nghiên cứu thực dưỡng bằng cách đọc sách, nghe các địa giảng và tham gia các cuộc giao lưu với người kinh nghiệm khắp cả nước. Trong thời gian này, anh gặp nhiều người ăn theo thực dưỡng lâu năm và những người sản xuất thực phẩm dưỡng sinh. Nhờ vậy, anh làm quen với cô gái xinh đẹp là con của một gia đình thực dưỡng lâu năm và cũng là một nhà cung cấp cho doanh nghiệp anh đang làm việc. Gia đình này rất nổi tiếng trong cộng đồng thực dưỡng. Những người thực dưỡng trong cả nước nhắc đến xóm gạo lứt ở Dầu Tiếng, Bình Dương đều biết đến gia đình này. Mọi người thường gọi với cái tên trìu mến là gia đình Sáu Đàn. Duyên đã bén và thời đã thuận. Anh và cô gái này cưới nhau năm 2009. Món đại tiệc cưới của anh không giống với những đám cưới khác và có thể nói là đám cưới đầu tiên và duy nhất đãi các món ăn chế biến từ gạo lứt và theo thực dưỡng. Anh cũng mong muốn ngày càng có thêm nhiều đám cưới đại tiệc bằng những món thực dưỡng để xã hội được hưởng lạc. Những đứa trẻ nuôi theo thực dưỡng sẽ khỏe mạnh hoàn toàn, ngoan hiền và thông minh học giỏi. Bây giờ, anh chị đã có với nhau 2 người con, một gái một trai. Từ khi cưới vợ, anh về kế nghiệp cơ sở sản xuất của ba mẹ vợ. Hiện tại, cơ sở sản xuất của anh đã sản xuất trên 10 mặt hàng thực dưỡng và cung cấp cho khá nhiều cửa hàng, nhà hàng thực dưỡng trong cả nước. Anh làm việc suốt ngày nhưng không thấy mệt mỏi. Những ngày anh giao hàng ở thành phố Hồ Chí Minh, đi và về mất khoảng 5 tiếng và cả ngày chạy xe máy về mà anh không biết mệt. Bây giờ anh đã sử dụng xe tải nhỏ để gia hàng, nên đỡ vất vả hơn thời gian sử dụng xe gắn máy. Có gì vui bằng có được sức khỏe tốt và biết cách chọn món ăn để điều chỉnh cơ thể gặp khi trái gió trở trời. Không phải là thách thức, bây giờ anh không còn sợ bệnh tật nữa. Hiện tại anh rất thích làm việc và làm việc không biết mệt mỏi. Nhưng không phải chỉ để kiếm tiền mà còn muốn mọi người có được thực phẩm tốt có lợi cho sức khỏe. Anh nói muốn phát triển trí tuệ phải dựa vào nền tảng sức khỏe, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể tráng kiện. Lợi ích lớn nữa là biết cách sống và tìm ra ý nghĩa của cuộc sống, hướng tinh thần về tâm linh. Anh nói một số người không hiểu được nhiệm vụ của mình khi đến trái đất này là gì, nên mới tham dục nhiều thứ gây khổ cả thân lẫn tâm. Anh trân trọng từng hạt cơm, từng giọt nước, không bỏ rơi một hạt cơm nào, không phung phí một giọt nước nào dù là nước uống hoặc nước tắm. Từ ngày biết thực dưỡng là lúc anh biết ăn vừa đủ cho cơ thể, không ăn no, không ăn nhiều bữa trong ngày. Đây không phải là keo kiệt, bỏng sẻn mà là tiết kiệm. Xung quanh mình còn nhiều người nghèo khổ mà. Theo tinh thần của thực dưỡng, ăn nhiều là ăn lấn vào phần của người khác. Anh cảm thấy càng ngày càng giàu hơn, giàu cả về tâm hồn lẫn tiền bạc. Tiền làm ra nhiều hơn tiền chi ra. Cả tháng đi chợ một vài lần, chỉ cần rau lá trong vườn là đủ cho một bữa ăn. Gia đình anh ăn chủ yếu gạo lứt chiếm khoảng 60-80%, rau củ 20-40%. Anh không còn ăn thịt cá từ năm 2010. Anh nói còn ăn thịt cá là không công bằng với loài vật. Ăn uống sẽ dẫn đến chiến tranh, nghe có vẻ xa vời, nhưng đó là thực tế. Trong từng cá nhân có sự an lành sẽ tạo được sự an lành và hòa bình trong xã hội. Như có câu, tâm bình, thế giới bình. Anh mong muốn rằng mọi người thay gạo trắng bằng gạo lứt để có được sức khỏe tốt và nâng tầm tâm hồn thánh thiện hơn. Do đó, gia đình anh thường tổ chức những ngày kỷ niệm người sáng lập phương pháp thực dưỡng, tiên sinh Osawa, như ngày mất hoặc ngày sinh của tiên sinh. Anh sẵn sàng chia sẻ tài liệu với những người muốn tìm hiểu thực dưỡng. Gia đình anh thường mời những chú bác thâm niên đến nhà chia sẻ kinh nghiệm và giảng giải những kiến thức về thực dưỡng, nên anh được học hỏi rất nhiều. Anh cũng mong muốn trong tương lai gần
xã hội có nhiều trẻ, nhà trường áp dụng và dạy kiến thức thực dưỡng cho con em chúng ta. Hiện tại chưa có trường nào như vậy nên khó khăn cho những gia đình áp dụng thực dưỡng trong việc cho con em ăn trong thời gian ở trường. Cơ sở sản xuất của anh đang cố gắng tuyển nhân viên trong làng với mong muốn họ có điều kiện tiếp cận với thực dưỡng và sử dụng gạo lứt làm thức ăn chính. Gạo lứt hoặc ngũ cốc là thực phẩm tốt nhất cho loài người mình. Thực dưỡng hoàn toàn dựa vào tự nhiên và không sử dụng hóa chất, nên góp phần đáng kể vào việc bảo vệ môi trường khỏi bị ô nhiễm. Thực phẩm tốt xây dựng cơ thể và thực phẩm xấu sẽ phá hoại cơ thể. Đừng để tình trạng làm hại sức khỏe lẫn nhau do thực phẩm bẩn mà không hay biết. Nếu không áp dụng thực dưỡng thì chẳng bao lâu sức khỏe của thế hệ sau sẽ bị yếu kém, dẫn đến xã hội suy yếu. Anh nói gia đình anh không mua rau củ ngoài chợ mà chỉ mua từ người nhà trồng hoặc tự trồng. Phải tri ân bệnh tật, bệnh là phản ứng cảnh báo của cơ thể. Nó giống như chuông cửa, uống thuốc giống như lấy chuông cửa cất đi, nên không ai biết có ai vào nhà hay không. Anh nói từ lúc anh ăn gạo lứt, thực phẩm tốt thì cuộc sống dễ dàng hơn, tinh thần thoải mái hơn và nhận ra nhiều điều tuyệt vời do cuộc sống ban tặng. Ha ha ha, 问什么的说